Ở World Cup 2014, Tây Ban Nha bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng dù trong đội hình vẫn còn những con người mà mới chỉ 4 năm trước họ cùng nhau lên ngôi vô địch. Người ta nói rằng lối chơi Tiki-Taka trứ danh mà La Roja xây dựng bao năm đã bị bắt bại và những cái tên như Xavi, Iniesta, David Villa cũng đã chẳng còn mang đến nhiều pha bóng đột biến khiến người xem phải há hốc mồm như trước. Đi cùng với sự thoái trào đó, bóng đá Tây Ban Nha đã có khoảng thời gian rơi vào hố đen khi họ liên tiếp dừng bước tại các sân chơi lớn. World Cup 2018, Tây Ban Nha dừng chân ở vòng 1/8 trước chủ nhà Nga sau trận đấu được ví là màn trình diễn thảm hại nhất lịch sử của phong cách Tiki-Taka. Trong trận đấu ấy, họ kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận nhưng thiếu đi tính hiệu quả. Các cầu thủ ngoài chuyền bóng qua lại cho nhau, họ chẳng có một phương án để tiếp cận khung thành của đội tuyển Nga. Trước khi Luis Enrique xuất hiện, mọi thứ dần đã có sự thay đổi. Vị chiến lược gia từng dẫn dắt Barcelona giành cú ăn ba vào năm 2015 đã một lần nữa mang lối chơi Tiki-Taka trở lại đội tuyển Tây Ban Nha. Đặc biệt, với Pedri và Gavi trong đội hình, huấn luyện viên Enrique dường như đã tìm thấy những ngòi nổ chính. Có thể nói Pedri và Gavi là sự bổ sung tuyệt vời dành cho nhau. Pedri có xu hướng chơi chết về phía cánh trái, tận dụng khả năng cầm bóng tạo đột biến của mình để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo ra cơ hội cho các đồng đội ở phía trên. Gavi lại được sắp xếp thi đấu lệch phải, là điểm kết nối giữa các đường lên bóng của La Roja. Ngoài ra, Gavi còn khai thác khoảng trống và thường xuyên có những pha đột nhập vòng cấm tạo bất ngờ cho đối thủ. Hai trận đấu vừa qua trước Costa Rica và Đức đã chứng minh cho sự xuất sắc của cặp đôi này. Ở trận thắng 7-0 trước Costa Rica, Tây Ban Nha kiểm soát bóng lên đến 82%. Họ thực hiện 1.045 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 94% và không cho đối thủ thực hiện bất cứ một cú sút nào. Khi phải đối mặt với một đối thủ lớn như Đức, Tây Ban Nha vẫn duy trì được lối chơi áp đảo của mình với thời lượng kiểm soát bóng, số đường chuyền đều vượt trội so với đối thủ. Để có thể vận hành lối chơi kiểm soát bóng áp đảo, công đầu thuộc về hàng tiền vệ, nơi mà Pedri và Gavi đã thi đấu xuất sắc và làm lu mờ những cái tên khác như Musiala và Joshua Kimmich. Nhìn Pedri và Gavi thi đấu, người hâm mộ Tây Ban Nha liên tưởng đến bộ đôi Xavi Iniesta năm nào, nhưng với một sự nâng cấp hơn và với nguồn năng lượng dồi dào cũng như tư duy chơi bóng hiện đại hơn. Tuy nhiên ở độ tuổi của Gavi, cả Xavi và Iniesta đều chưa từng đá chính cho Barcelona, chứ chưa nói đến việc được lên tuyển Tây Ban Nha. Một người chỉ mới 18 tuổi, một người chưa bước qua tuổi 20, nhưng đã có những bước chạy đầu tiên tại World Cup khiến nhiều người phải nể phục. Pedri và Gavi đang là bộ đôi tiền vệ tài năng nhất mà bóng đá Tây Ban Nha sản sinh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tất nhiên còn một chặng đường dài phía trước đang chờ đợi họ. Sân chơi World Cup 2022 sẽ là nơi Luis Enrique một lần nữa chứng minh Tiki-Taka vẫn là thứ vũ khí đáng sợ với cả thế giới. Và Gavi, Pedri chính là những hạt nhân để kích nổ quả bom nguyên tử ấy.